Xin chào quý vị và các bạn đã đến với nhà đẹp Apollo Việt. Ngày hôm nay là một số đặc biệt, chúng tôi muốn chia sẻ đến quý vị căn hộ nằm tại khu đô thị biển đảo Eco Park. Chắc chắn không gian nội thất của căn nhà đẹp này sẽ đưa đến ý tưởng tuyệt vời cho quý vị tham khảo cho ngôi nhà của mình. Cùng Ánh Nguyệt khám phá ngay sau đây. Đặc biệt, quý vị hãy đăng ký kênh, nhấn chuông thông báo kênh nhà đẹp Apollo Việt nhé. Thưa quý vị, Eco Park Grand Island là khu vực biệt thự đảo thượng lưu duy nhất hiện nay với 100% các căn. Biệt thự kiêu hãnh vươn mình ra mặt nước tại vị trí đắc địa trung tâm khu đô thị xanh Eco Park. Chủ nhân của Eco Park Grand Island là những con người chung một đẳng cấp, là nơi của giới thượng lưu hội tụ. Chính vì thế các kiến trúc sư chăm chút tỉ mỉ nhằm tạo nên không gian sống thượng lưu, cao cấp. Kiến trúc của căn hộ trong Eco Park được thiết kế nhẹ nhàng, đơn giản với hệ thống cửa kính tấm lớn nhằm mang lại không gian mở và gần gũi thiên nhiên. Bên trong căn hộ sử dụng chủ yếu là tông màu trắng đen sang trọng, nổi bật lên màu vàng được làm điểm nhấn cho từng không gian nhỏ mang lại không gian trầm ấm và sang trọng. Xin mời quý vị cùng chiêm ngưỡng không gian sống tinh hoa, sang trọng của căn hộ tại Eco Park Grand Island. Eco Park được thiết kế theo phong cách mới lạ và độc đáo, mang đến không gian sống lý tưởng cho gia đình chủ đầu tư. Nhà đẹp Apollo Việt liên tục cập nhật các công trình đẹp, các kiến thức giá trị về xây dựng nhà ở. Quý vị nhớ đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để nhanh chóng nhận được các mẫu nhà đẹp dẫn đầu xu hướng. Cảm ơn quý vị luôn quan tâm theo dõi và đồng hành cùng nhà đẹp Apollo Việt. Xin chào và hẹn gặp lại!